Ôi bác ơi. Ơi. Ê, chụp lại. Tài đó mấy thằng quay. Quay làm gì vậy? Bác vô, đây. Một con cá. Khỏe ơi, như đây khỏe ơi. Đây nha các bạn. Thành quả các bạn, một con. Đây một con nữa. Con này là con bự nè mấy bạn. Phải có con cá sặc nữa nha bạn. Đây một em cá sặc nữa. Là tao rình cái ống cọc chân sống luôn, tụi bay ở đó tụi bay ba con. Đây một em cá sặc. Rồi mình chuẩn bị đi. Ok, hello chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đến với kênh Ba Thảo Bánh Tre mình nha các bạn. Thì hôm nay đây là mình có những cái thành viên mới nè nha. Đây, chị cái thẻ. Áo xanh, áo xanh. Áo xanh là cu bi nha các bạn. Rồi kế bên là cu tí nha. Kế bên là cu kho nha các bạn. Đây, áo hường. Là quy nha các bạn. Quy. Bạn quen này. Rồi. Quen cũng phải giới thiệu với người ta với kỳ chú với. Vinh. Vinh nè, Vinh nha bạn. Hôm nay là team mình sẽ đi xuống vườn để tìm cá rồi xong team mình sẽ nướng tại chỗ để ăn luôn nha bạn. Đây. Rồi cu bi có phát hiện chỗ nào chưa cu bi? Rồi xuống. Đây đây. Đây nó ra tay nha bạn, nó thấy có cái hang rồi nha. Tay nó bự quá, bắt không kịp. Ê, hình như nó chạy ra hay vậy, phải không? Đâu đâu đâu, nhiệt tình đây coi. Đây, đưa đây. Khoan từ từ, ôi. Để ôi. Cái này gọi cá gì? Cá bóng kèo. Bóng kèo, ok, ngon quá. Một con nha các bạn. Rồi về chỗ lòng tiếng. Tao trùm cái ống bọng này coi có không nha quay. Rồi rút baby ơi. Rác đâu dữ vậy? Làm gì? Ai biết? Không có rồi. Không có rồi, đóng lại bi ơi. Loa hàng luôn. Đừng có đạp cái ống, lát tao dở cái ống lên tao bắt cá trong đó đó. À thấy rồi. Đừng đụng nó sợ nó chạy ra. Mình đập gì đặng cho nó sợ nó chạy vô ống á. Nó quay rồi nó chạy vô ống á. Ừ. Đâu quay ống đâu rồi. Kinh nghiệm của đang. Đây nè. Chụp đâu đấy. Ôi ống này sao có chút xíu vậy? Con ống bự đâu ta? Có không? Chụp lại. Thôi để đi. Chứ. Ôi sao yếu xìu vậy? Thôi em ru rồi bé. Thua rồi. Không có con nào luôn. Thôi. Đây còn Dũng nha các bạn. Cha nó hơi mờ xíu nắng nữa. Cái này ngon quá, không có bỏ nữa. Đây cu bi. Dẫn theo cu bi xui quá nha các bạn. Sao còn hai hàng nữa. Đây nó đang móc gì đó. Có chứ kêu tôi nha anh em. Có cục đất. Rồi xong. Không có gì luôn, phát thu rồi. Thôi. Nó nhiều bên kia đó. Nó có hàng. Ai lỡ không mập thiệt luôn trời. Mày đi trên bờ chớ khỏe. Rồi én rồi sao quay.
Thôi để con Linh vào. Đây giở cái ống tiếp theo các bạn. Mới xẻ còn cá lóc. Hai con, ba con luôn. Kéo lên, kéo lên, kéo lên. Ba con, Linh bảo lẻ đi, ba con. Có cá các bạn, có cá các bạn. Có cá, các bạn. Chặn lại, chặn lại, chặn nó dũng lại. Không, mình lôi xích vô, lôi xích vô xong. Rồi, 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 đổ, đổ, đổ. Từ mấy mày né rồi. Từ từ, tao bóng. Rồi, ba con. Ơi, chụp lại. Tài thôi, mấy thằng quay. Quay làm gì vậy? Bắt vô, đây. Một con cá. Khỏe rồi, đây khỏe rồi. Đây thành quả các bạn, một con. Đây, đây các một bạn. Con nữa. Con này là con bự nè mấy bạn. Phải có con cá sặc nữa nha bạn. Đây một em tao, cá sặc nữa. Tao rinh cái ống cọc xương sống luôn, tao bay ở đó tụi bay ba con. Đây một em cá sặc. Rồi mình chuẩn bị đi. Nè. Dây đó mà tôi mới bắt không được. Kiểu này chắc tao phải huấn luyện lại làm tim gì vậy nè. Nè. Quá tài luôn nè các bạn. Sao đồ tí. Rồi xong bỏ vô. Hẹn một em nữa. Đây, bị quá hay. Đây. Một em, đưa lên con bự không? Đưa lên ba. Trời ơi, quay người quá, đưa lên. Đây, rất là to. Thằng đó đang kiếm gì đó nữa nè các bạn. Rồi đây nha các bạn, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu nướng nha các bạn. Đây là ba con cá lóc mình đã bỏ vô đây rồi nha. Đó, mình cắm vô đây rồi. Đây là thành viên lớn tuổi nhất trong nhóm trẻ nhưng mà hơi nhỏ con xíu nha. Kubi số 10. Đó. Học quẹt đó chứ hả? Cháy chưa, cháy chưa? Rồi ok, bập bùng lửa khuya luôn. Vinh mặc áo vô Vinh ơi. Cầm cầm vô nè. Áo vô, lịch sự chút xíu đi. Rồi đó, các bạn giờ đang ngồi ăn mía luôn bạn, quá sung sướng luôn. Rồi xách dừa lại đi, xách dừa nào lại đi, mình chặt lát mình uống luôn. Anh em mình cũng không có gì sang giàu nha các bạn. Mà được cái là có cá ăn, có nước dừa nạo uống vậy thôi chứ cũng không có gì nha. Rồi ok. Rồi thôi bây giờ mình tắt máy, mình chăm chú giờ mình nướng đi. Một lát mình sẽ review cho các bạn xem buổi tiệc hấp dẫn của anh em mình bữa nay nha. Đây nha các bạn, sau khi em nó nướng này nha các bạn. Trời ơi, cá tuyệt vời luôn bạn ơi nè, thịt nó trắng phiếu luôn nha, ba con. Ủa rồi mấy con cá bóng của mình đâu? Đây nè. Đâu đâu? Cá bóng nó chín. Ôi đang nướng riêng hả? Rồi rồi rồi, để đi, để đi, để đi. Ôi chín luôn rồi, chín luôn rồi. Cá bóng chín rồi. Rồi rút ra đi. Rồi đem lại, đem lại. Chín đâu rồi. Đem lên, cào cào cái giải nó ra. Ôi nó nè. Rồi đây nha các bạn, thành quả của bọn mình hôm nay nha. Đây ba con cá lóc giờ nó nướng ngon quá trời. Rồi nó nướng sao mà mất tiêu hết con cá bóng kèo của tôi luôn nha bạn. Còn hai con bóng kèo nha. Nhưng mà hôm nay tiếp đãi anh em như thế này cũng vui rồi. Tôi mới vừa đi xin mấy trái dừa về nè bạn. Bến Tre phải uống nước dừa nha. Đây này thành viên nha. Rồi chúc tất cả ngon miệng nha. Rồi lên sàn, lên sàn. Xin mời, xin mời. Đây nha các bạn, cá bóng kèo nha các bạn, mình nướng đây. Quá ngon luôn. Thịt trắng tươi bạn ơi. Đây. Mình mời tất cả các bạn ăn nha. Đây, quá ngon luôn. Mời các bạn ăn các bạn. Đó. Có tính nha các bạn. Mời các bạn ăn nha. Mời bạn ăn nha, miếng tính nha. À, đây là các em cháu ở trong xóm mình nha các bạn. Rồi mùa hè các bạn. Mùa hè thì bắt đầu nay là nghỉ hè rồi. Mời bạn nha, mình, chắn mình nha các bạn. Mình dẫn mấy em nó trong nhóm mày đi mà chơi nha bạn. Luôn, các bạn. Để thôi bỏ nó đi chơi tầm bậy bạ, mấy công nó quậy phá người ta nữa. Đây. Hứa hẹn với các bạn là nè, tụi nó là hay luôn á, tụi nó bắt cá là chuyên nghiệp luôn các bạn. Cũng mới đi vừa. Vô nè ơi.
Mày kẹt bẻo nước dừa đi. Mày chào bạn nha. Cái con cá bóng kèo này ngon đúng không mày? Mày mốt cái mày mốt cái mình làm một cái clip mình bắt cá bóng kèo về mình nướng tiếp nè. Có cái này nha. Được không? Thịt rất trắng nha các bạn. Đúng okay. Là cái lúc đầu. Mốt đi. Để anh chín, cá này anh chín. Mày bẻ ra. Trời ngon chết, chịu làm gì cầm quay nữa trời. Đây nha bạn. Con cá nè. Trắng phiếu luôn nha. À, người miền Tây mình mà nói về cá lóc nướng trui là không còn gì để nói nữa nha bạn. Này cay sốt quá, thiếu muối. Không, mình ăn vậy nè, nó mới ngon chứ. Ăn muối nó vô mất vị cá. Đợi bạn cắn nhớt nha. Tây, mẹ nói luôn hả? Nhớt còn ngon nha các bạn. Cay, cay, cay. Cay chân cay. Đây nha bạn. Rồi nướng con cá rồi cái bộ đồ lòng nó đâu mất tiêu rồi ta. Bộ đồ lòng mày ăn chả bóc cam á. Mày đó mày phải nhường như người lớn ăn. Chẳng hạn như anh Bi tao nè. Đó. Biết rồi chả bóc cam. Nè cá có tính sao bạn. Cam chưa? Lát nó quýnh mày. Tính chưa chín. Tính chưa chín. Tính chưa chín. Dạ vậy chứ chín rồi đó. Nó mềm mềm nha. Chơi luôn. Đây là ngon chứ. Béo béo lắm á. Bèo lắm. Thấy ngon quá vậy tao mặn thành cá lóc tao luôn rồi. Cá lóc mày hơi hám nuôi. Không nói chứ cá lóc mày uống tôi là thiệt đúng ăn ngon luôn. Uống gà thịt nhiều dữ nè. Hồi nãy mấy em nó xuống rồi bạn. Xong cái tôi đi quần mấy chỗ luôn tính ra tưởng là không có rồi. Nãy tôi tính đốn mía tôi đãi tụi nó luôn á. Xong hên quá tới cái bọng cuối cùng ăn lụm ba con. Bốn con mà bị sảy anh con bạn. Ngon quá. Cá lóc nướng tôi mà ăn với uống nước dừa. Tí đi tí. Ngon quá. Ăn ngon. Đi không ăn đi. Ăn dễ không? Cái vui mà. Đừng nói này nè. Ăn con rồi không? Ăn đi ba. Còn một cái hai đứa ăn con cái gì? Quá ngon nha các bạn. Tôi không có còn lời nào để nói nữa các bạn ơi. Cái thiệt cá lóc nướng trui là không có còn gì bằng á. Mà nhất là con cá lóc mà mình gọi là vừa bắt lên luôn á. Cá lóc đồng nha bạn. Quá đã. Có tính đây nha mấy bạn. Cái dũng đó là cái kho dự trữ của anh đó mấy đứa. Vậy nha. Mình mời các bạn vừa nạo ngang vừa Bến Tre nha bạn. Bến Tre ăn uống có nước dừa không bạn? Nước dừa rất là ngọt nha bạn. Quá ngọt luôn. Quá ngọt. Quá ngọt, quá ngon luôn. Ơi. Ngon quá mày. Nè nè, chứ ăn đi, không có chảy máu cam đâu mấy đứa, đừng sợ. Ăn đi. Nó đục này đâu sợ. Nè, cho mấy ruộng à. Tôi tính cái gì ghê mày ơi. Nóng khô rồi hả? Đây, này ngon nè. Trời, cá lóc nướng trui mà nó dày là nó chín thấy màu, mấy đứa nấu gì? Xé ra chạy trắng phiếu hết gì mà không ăn hả gì. Cắn theo mày. Dạ. Nãy đứa nào làm dập cái mặt hơi đắng đắng nha. Căng bi quá. Nãy con cá, con đó là con nướng mía. Yeah. Con nướng mía hả? Hàng chi mày chọt cái cây bự quá mà. Miếng cá vậy mà nó lấy nguyên cây mía nó chọt vô miệng bể mặt luôn bạn ơi. Đắng ngát à. Nhưng mà nó là chứ cái đắng đó ăn mới ngon á. Anh hai em à vô mắm ha. Ừ chết mẹ đâu á, nãy có cái anh bên kia cái anh thứ hai á, không biết phải anh không à. Anh giết em đi anh hai, anh giết em đi. Ngon quá. Chứ mấy đứa ăn lẹ mấy đứa. Mình cuối nước năm rồi. Ăn quá rồi giờ chín rồi. Cá lóc. Dừa ngọt quá. Ngay luôn. Rồi mình uống hết chưa? Hết rồi.
Ở đây mình uống miếng nước nữa, cái mình chào quý khán giả em đây. Hẹn gặp lại video cho em. Thôi giờ cơm no rượu say rồi, thôi giờ clip mình xin phép được kết thúc tại đây nha các bạn. Xin chào các bạn nha, xin hẹn gặp lại các bạn ở video clip sau nha. Nếu mà các bạn thấy hay vui thì cho mình xin một like và nhớ đăng ký để chia sẻ ủng hộ kênh Ba Thợ Bến Tre mình nha các bạn. Chào các bạn, bye bye.